Rồi xin mời Tấn phát xem. Cháu có Dạ. Ý kiến thứ nhất của em là thứ nhất là người dân trong nước Việt Nam chúng ta nên tìm hiểu về cái pháp luật về đất đai. Cái đó là mình nên tìm hiểu bất cứ một cái chuyện gì mà liên quan đến đất đai thì mình phải đọc, phải hiểu, tìm hiểu cái nguồn gốc đất của cái khu vực mình đang sống nó như thế nào. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải thượng tôn pháp luật. Có nghĩa là khi mà có những cái vấn đề gì trục trặc về pháp lý thì mình phải giải quyết theo pháp luật. Có nghĩa là mình đưa đơn hay là mình đến cơ quan công quyền, đến cái chỗ nào cần thiết để mình khiếu nại. Đó. Chứ không phải là mình đùng đùng rồi kéo về là làm loạn. Như cái như ông Kình này là từ đầu đến cuối là ổng là chuỗi này là nguyên cái chuỗi ngày là ổng tìm mọi cách để ổng phá. Ngay từ đầu thì ổng lập ra cái nhóm đó. Rồi sau rồi ổng tuyên truyền khắp sớm, ổng nói thế này thế kia mà trong khi là ổng không có sổ đỏ, ổng cứ đi tuyên truyền nói kích kích. Ổng kích xong rồi thì ổng thấy hiệu quả không chưa đủ thì ổng mới cướp cái đài truyền thông, cái đài đài loa gì đó ở xã không anh hả, là cái đó là hành vi, cái đó được cũng là hành vi vi phạm pháp luật đầu tiên rồi đó. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ phát thanh của xã, là cái chỗ của nhà nước, anh đâu ra anh vô anh chiếm. Rồi sau đó là bắt đầu là khi nhà nước đưa người vào để mà diễn giải cho người dân hiểu về cái vấn đề là cái đất này như thế nào, thì là mấy ảnh thuê người rồi cho người phá làm loạn cái khu vực mà nhà nước ta đang phổ biến, thì có nghĩa là anh đang vi phạm thêm cái vi phạm pháp luật thứ hai. Rồi sau đó là anh bắt người, khi mà cơ quan chức năng đưa người xuống thì bắt đầu bắt người, bắt công an, là bắt đầu anh vi phạm tới lần thứ ba, rồi cuối cùng là lần thứ tư, là cái lần lớn nhất là anh quăng lựu đạn ném. Thì có nghĩa là ông này rõ ràng là trong cái quá trình hoạt động là từ đầu đến cuối là ông đã vi phạm pháp luật không phải một lần. Khẳng định một điều là không phải một lần mà là nhiều lần vi phạm pháp luật. Đấy. Và cái quan trọng là ông không có cái đụng gì đất đai gì hết á. Ông chỉ lấy cái uy tín của ông là từng là cái người theo đảng thôi để ông chiêu dụ, ông hò hét người này người kia đòi quyền lợi, chứ ông không có phải cái gì hết. Ông chính ông là đảng viên sai phạm. Ông là đẩy nguyên sai phạm. Mà ổng lại đi kêu người ta đi chống như này như kia là ổng quá sai rồi. Cái điều đó là em thấy là quá sai rồi. Rồi sau đó là trước khi mà ổng có cái hành động vi phạm pháp luật cuối cùng thì ổng đăng lên trên mạng là tôi mua cái gì, tôi mua bom xăng, tôi mua đạn, tôi mua pháo, tôi mua, nói chung là nói tùm lum hết, nó là giống như là cái kiểu mà khủng bố mà báo trước. Có nghĩa là hành vi đó là rõ ràng là anh ấp ủ cái âm mưu và anh công khai cái âm mưu phá hoại đất nước, công khai âm mưu phá hoại. Thì cái điều đó là chắc chắn là cái đó là hành động khủng bố, không bây có giờ thể nào mà sai sót. Xin lỗi Tấn Phát như thế này. Thế tất cả các bạn đều biết khi ba chiến sĩ công an ta bị hy sinh, đúng không? Mà khi mà tổ công tác tiến vào thì chúng nó đã ném lựu đạn và ném bom xăng ra. Tôi nói với các bạn, nếu mà mình không nhân văn thì mình sẽ, tôi đã đặt chỉ cần một chiến sĩ cảnh sát cơ động và một khẩu AK, đúng không? Thì sẽ tiêu diệt hết bọn đấy. Nhưng các bạn biết thế nào không? Nhưng mình vẫn cứ lấy cái nhân văn làm đầu. Nên đi vào chỉ tiêu diệt những tên cầm đầu, tức là tên Lê Đình Kình. Mà khi tiêu diệt tên ấy, chỉ trên tay tên ấy vẫn cầm một quả lựu đạn. Các bạn thấy không? Ví dụ như cái chuyện này ở nước ngoài mà xảy ra xem, thì tất cả cái nhà, cái khu đấy, cái nhà Lê Đình Kình đấy bị san phẳng ngay lập tức, nếu mà ở Mỹ hoặc là một số nước tư bản. Nhưng mình ở đây rất là nhân văn. Em có nói với anh là chính vì cái sự nhân văn mà cái sự gọi là chưa có thẳng tay trừng trị những cái bọn đó như là pháp luật Việt Nam mình, mới đến dẫn chết ba chiến sĩ công an. Đúng ra khi mà những cái clip của những cái tên mà trong cái băng nhóm Lê Đình Kình đó, nhóm Đồng Thuận đó, thì đúng ra là nhà nước mình cần phải khởi tố và bắt họ rồi, đưa vào tù rồi. Chứ không thể mà để cho đến vì cái chỗ mà nhân văn, mà vì cái chỗ mà pháp luật nhà nước mình còn nhẹ tay quá mới để dẫn chết đến ba chiến sĩ công an. Chứ đúng ra tôi nói ở nước ngoài nha, ở các như bên Mỹ hay là những nước phương Tây đó, là những cái thành phần đó đã bị tốn gọn và đưa vào tù rồi. Chứ không cần để đến mà khi mà để mà chúng giết chết đi ba chiến sĩ công an rồi mới bắt họ, mới khống chế họ. Tôi xin nói để các bạn rõ một chút này, các bạn rõ một chút.
bởi vì chúng tôi đã từng đến Đồng Tâm và tôi ở rất gần Đồng Tâm nhé. Thì chúng ta phải, cái nhóm đồng thuận là ai nhé? Nhóm đồng thuận là toàn bộ gia đình, họ hàng, nhà gia đình Kình, gia đình là tên giặc gia đình Kình, và họ Bùi đấy, là họ vợ của Lê Đình Kình, và một số những thành phần ham ăn người làm. Chứ chúng đừng nói chúng lấy mang danh là nhân dân Đồng Tâm, chứ không phải toàn dân Đồng Tâm, nó chỉ một nhóm người thôi. Ban đầu thì cũng có rất đông người vì cái lòng tham đấy, là đứng ngoài ủng hộ tên giặc già Lê Đình Kình, để xem có được sơ mũi nếu như thằng Lê Đình Kình mà đòi được nhà nước với giá trị 6 triệu một mét vuông thì được chia. Đấy, người chia. Còn hầu như cái nhóm đồng thuận là cái nhóm của tên giặc già Lê Đình Kình, con cái hắn, ví dụ như Lê Đình Công này, rồi Bùi Viết Hiểu này, toàn bộ các họ hàng nhà nó hết, chứ không phải là người ngoài. Anh tập trung cho em xin một phút nữa, em nói rồi em xuống để từ khác lên. Cái này chúng ta đó cần phải nên xem xét lại, đại cử tri người dân Việt Nam nên cần xem xét tư cách của hai ông đại biểu quốc hội. Đây là cái sự sai phạm của Lê Đình Kình đó, nó cũng dựa vào những cái lời phát biểu của ông Dương Trung Quốc và ông gì đó các bạn, ông Dương Bình Nhưỡng. Tại vì hai ông này là đại diện cho số cử tri của nhân dân trong nước, nhưng mà hai cái sai phạm của hai ông này, đáng lý ra khi anh xuống Đồng Tâm anh muốn chứng minh một cái sự việc, anh phải gặp tất cả người dân Đồng Tâm, tất cả những cái người mà họ đã được có đất ở trong cái khu Miếu Môn đó, mà được đền bồi đó, phải không? Mà họ đã di dời đi đó, anh phải nắm rõ về tất cả mọi phía thì anh mới lên trong cái quốc hội để anh phát biểu, cho nó mang tính cách là quan điểm rõ ràng. Nhưng mà ngược lại, hai ông nghị này gặp riêng cái gia đình Lê Đình Kình, và khi ông ta phát biểu đó không khác gì ông ta cho thêm cái động lực rõ ràng là cái đám Lê Đình Kình này là đúng. Cho nên vì cái chỗ đó chúng ta cần phải lên án hai cái ông nghị này, là ông ta đã sai phạm ở một cái vấn đề là khi đi xuống quần chúng để nắm rõ mọi sự việc, nhưng mà không hoàn thành cái công việc, mà không gặp tất cả những người dân Đồng Thuận, hay là những cái người mà đã có đất trong cái sự tranh chấp đó. Nhưng mà ông ta chỉ gặp những cái con người mà không có đất ở trong đó, như gia đình Lê Đình Kình không có đất ở đó, mà ông ta chỉ gặp để mà trao đổi. Và ông ta đã mang cái thông tin lệch lạc về cho quần chúng trước quốc hội, để là mục đích ông ta làm gì? Để ông ta cho thêm một cái nghị lực, cho thêm cái là cái sự tin tưởng rằng là cái là những cái ông nghị này là chấp nhận cái sự việc của ông Lê Đình Kình là đúng. Vì cái chỗ đó mà tạo ra cái động lực của cái bọn Lê Đình Kình này càng chống phá lại pháp luật nhà nước và những người thi hành công lực càng nhiều hơn nữa, và càng năng cao hơn nữa là cái sự tiếp tay của những cái bọn hải ngoại, nó dựa vào những cái lời của hai ông nghị này để mà nó cảm thấy rằng đó là nhà nước ta, luật pháp chúng ta bất công với lại những cái thành phần này, thì đó là dẫn đến cái sự vi phạm cực kỳ nghiêm trọng mỗi ngày của tổ chức của Lê Đình Kình, dẫn đến cái kết cuộc ngày hôm nay mà ba chiến sĩ chúng ta chết như vậy. Tôi có ý kiến gì thêm thôi, tôi bổ sung thôi. Em xin xuống để cho người khác. Rồi xin mời Nhâm Phong. Anh Giang Giang lên trước thì phát biểu trước đi, rồi em nói sau. Thế đây. Em có đôi lời khác biệt với cả chỗ anh Trung với cả anh Phú. Thứ nhất, đó là khi gia đình nhà Lê Đình Kình và Lê Đình Công tuyên bố sẽ là giết từ 300 đến 500 chiến sĩ, thì theo luật pháp của rất nhiều nước có thể khép vào đó là tội khủng bố. Và điều thứ hai thì em xin phép là phản biện hai anh. Hai anh đều tuyên bố nếu mà chúng tôi có AK, có súng, sẵn sàng bắn chết, nghia chết toàn bộ. Cái đó chỉ là ý kiến cá nhân.
Còn khi tiêu diệt Lê Đình Kình, trên tay cầm quả lựu đạn ở bên tay phải, và cái đó đã có bằng chứng chụp đưa lên đàng hoàng. Cái chúng ta không tiêu diệt ở đây, đó là điều thứ nhất, đó là cái nhân văn của một cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cái thứ hai, đó là thượng tôn pháp luật của một đất nước, và không chỉ ở Việt Nam và trên rất nhiều các quốc gia khác đều thượng tôn pháp luật. Không phải thượng tôn pháp luật ở đây, mà đây là mình chỉ nói là nhân văn thôi. Còn những cái kẻ mà ví dụ khủng bố mà đã ném lựu đạn, ném bom xăng vào những cái tổ công tác, thì các bạn xử lý xem ở nước ngoài sẽ như thế nào. Thế thôi, chứ không ở đây cái pháp luật Việt Nam không có phải là thượng tôn pháp luật, mà ở đây là cái nhân văn. Đấy. Trước khi mà vào để tiêu diệt thằng Lê Đình Kình ấy, thì mình đã bắt loa kêu gọi rồi. Tất cả mọi người đừng có hành động như thế này khác đã. Nữa thế là đúng không? Các bạn đã nghe rõ, các bạn xem những cái clip là các chiến sĩ công an đã bắt cái loa để kêu gọi. Đúng không? Chứ mình không bao giờ, ví dụ như mình tiêu diệt những người dân, kể cả người ta có cái sai lầm gì chăng nữa, nhưng mà bọn chúng quá ngoan cố. Các bạn hãy tưởng tượng xem, ba chiến sĩ cảnh sát của mình đã rơi xuống gọi là cái hố mà chỗ cái ấy đấy, thì là chúng nó lại tưới xăng xuống để mà đốt ba chiến sĩ đó, và chúng nó lại nói là cái mùi nó thơm gì. Các bạn ơi, đấy nó có phải là con người không, hay là những kẻ như thế nào, đúng không? Em xin phép cắt lời chú anh Bằng, em xin phép vinh danh ba người chiến sĩ đó. Một, đại tá Nguyễn Hy Thịnh, sinh năm 1972. Hai, đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993. Ba, thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992. Đó là ba người chiến sĩ đã hy sinh ở trong cái vụ Đồng Tâm đó. Mai Nam Phong. Trước tiên em chia sẻ thì xin chào anh Bằng và các anh chị em diễn đàn. Thì hôm nay là cái ngày mà cái đám thảo khấu Đồng Tâm bị đưa ra xét xử. Cái này là cái tâm nguyện, cái sự chờ đợi của người dân Việt Nam. Nhưng mà các anh đã phân tích nhiều về cái quá trình diễn ra vụ án, cũng như là cái bản chất vụ án rồi, cũng như là cái tội ác của cái tổ Đồng Thuận này. Nhưng bản thân em thì em chia sẻ một góc độ khác một chút, có nghĩa là khi đọc cái danh sách của những kẻ phạm tội á, thì bản thân cá nhân em thì thấy còn thiếu một cái gì đó. Các anh thấy không? Không phải đơn giản chỉ là ông Kình và con cháu nhà ông làm ra cái chuyện này đâu. Ai cũng rõ điều đó mà. Ở phía sau còn rất nhiều kẻ xúi dục, tiếp tay đó, nuôi dưỡng cái nhóm này để chúng nó hoạt động rất là nhiều năm, chống phá rất là nhiều năm đó. Cho nên là bản thân em thấy là còn hơi hụt hẫng vì chưa đem ra ánh sáng những cái kẻ đứng phía sau này. Vì chúng ta đều đã rõ rồi, tại sao khi quá trình xảy ra vụ án nó rất nhiều thành phần là chống phá, trước giờ mình gọi là dân chủ đó, dân chủ cùi đó, thường xuyên xuất hiện ở nhà Lê Đình Kình. Nó đâu phải tự nhiên đâu, nó đều có lý do hết, đều có nguyên nhân. Kể cả hồi nãy anh Phú có đề cập đến hai ông Nghị đó, thì mình chưa không có biết là hai ông Nghị này đến và nói với gia đình ông Kình già cái nội dung gì. Nhưng mà ở một cái góc độ là một cử tri, là một người dân ở Việt Nam, thì hai ông Nghị này không có nghĩa vụ trách nhiệm để đến Đồng Tâm. Thứ nhất, ông Dương Trung Quốc là đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Bến Tre. Thì trách nhiệm và nghĩa vụ quyền hạn của hai vị này là chỉ có ở khu vực người dân, người cử tri ở đó bầu lên, đại diện cho tiếng nói cử tri ở địa phương đó
những tâm tư nguyện vọng ở địa phương đó đến với quốc hội. Đó, đó là cái người bầu lên mà. Cái mục đích ý nghĩa của cái người đại biểu nhân dân là như vậy, đem cái tiếng nói cử tri nơi nơi được bầu đó đến với đại đến với quốc hội, cái cấp nào bầu cấp nào thì đến cấp đó. Thì hai vị này là đại biểu quốc hội, thì nghĩa vụ quyền hạn của hai vị này chỉ gói gọn ở đó thôi. Ở Đồng Tâm sẽ có những vị đại biểu quốc hội khác. Vậy thì chúng ta nên đặt câu hỏi, hai vị này không có nghĩa vụ quyền hạn gì ở đó, tại sao sốt sắng như vậy, tại sao lúc nào cũng đến gặp rồi gia đình ông Kình và có những cái phát biểu gây bất lợi cho nhà nước. Chúng ta chưa kết luận là những cái mà nội dung gặp gỡ làm việc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái bản chất vụ án này như thế nào, tại vì mình chưa nắm được. Nhưng mà những cái mình nhìn thấy mình có thể đánh giá, mà có thể đặt câu hỏi mà tại sao như vậy, nó không bình thường, hoàn toàn không bình thường đối với một vị đại biểu quốc hội đó. Cho nên là cái việc mà 29 bị cáo này đưa ra xét xử thì hầu hết nhân dân đang chờ đợi những cái bản án nghiêm khắc đối với những cái nhóm này, nhưng mà cá nhân tôi thấy vẫn chưa hài lòng. Thấy tòa án người ta đọc danh sách 20 mấy người ấy anh, sao mà thấy có 3 cái họ rồi. 2-3 cái họ có nghĩa là cái, thật ra mà nói là giống như là hộ gia đình thôi, dòng tộc này đoàn kết với nhau chống phá thôi, chứ làm gì có người dân nào đây. Thấy rõ tên có mấy họ, 2-3 họ đó xào đi xào lại thôi, thì điều đó chứng tỏ là cái mục đích của cái đám người này là rõ ràng là họ chống phá, kích động rất là rõ. Và em nói thiệt chứ chắc có nhiều anh chị ở đó chắc đi phá nghe theo cái tụi biểu tình á, ý nói là cứ làm mạnh đi, làm cho dữ lên, Mỹ nó bảo kê cho, châu Âu nó bảo kê cho. Thì các bạn nhìn thấy ở bên Hồng Kông á, phá cho đã, đập cho đã, rồi bây giờ là cuối cùng là Mỹ nó có bảo vệ không? Thì thông qua cái clip của anh Bằng á, em muốn nhắn nhủ với một số cái bạn mà thích đi biểu tình á, thích đi bạo loạn á, mình nói với các bạn á, chả có nước Mỹ, chả có ai bảo vệ các bạn đâu. Các bạn ở Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ bị chế tài, không ai cứu các bạn được, không ai cứu các bạn, không ai giúp các bạn đâu. Thế nhiều người cứ đi tuyên truyền, nhiều thằng ba que đi tuyên truyền bảo cứ làm mạnh lên, cứ dữ dội lên là sẽ có người giúp. Không, chả có người giúp, kết cục là vô tù, kết cục là xuống hồ hết. Không có một cái kết cục nào khác cho cái hành vi mà khủng bố phá hoại đất nước, không có thể nào khác được. Cho nên nhiều bạn trẻ rồi nhiều người không có kiến thức, không hiểu biết, rồi nghe sách đọc, rồi được nhét tiền vô túi, rồi quậy phá mà không có hiểu rằng mình làm như vậy, cái hệ quả cho mình, cho gia đình mình, cho người thân mình. Rồi, tiếp tục câu chuyện Đồng Tâm. Thì nó có một cái liên quan để mình so sánh. Thì cũng có một, ở bên Mỹ cũng có một cái sự việc nó cũng na ná, tương tự mà nó xảy ra cách đây như mười mấy năm. Thì cũng có một cái khu vực, một cái khu phố họ chống đối cái việc mà thu hồi đất của chính phủ. Thì anh biết cảnh sát Mỹ xử lý sao? Họ thì cũng chống đối, họ không chịu. Cho nên cảnh sát Mỹ nó đem cả máy bay, cả rocket nó tới nó bắn. Nó sang bằng luôn. Nó sang bằng luôn cái khu đó. Để mình thấy được là cái cách của chính quyền Việt Nam và chính quyền nước tư bản xử lý cái vụ việc như thế nào. Ở đây mình nói đến cái khía cạnh là nãy giờ chúng ta đã nói đến, đó là tính nhân văn. Thì cái nào nó cũng có hai mặt. Nhân văn thì chúng ta không muốn xử lý như vậy, muốn xử lý sớm, bởi vì cái vụ Đồng Tâm hoàn toàn chúng ta có thể xử lý sớm, có thừa bằng chứng, vật chứng để chúng ta xử lý. Thứ nhất là những cái clip trên mạng, clip đó là những cái lời đe dọa giết người, mà trong luật hình sự chúng ta có quy định rõ rồi, đe dọa giết người là vi phạm luật hình sự rồi, là có thể bị bắt rồi, dư sức rồi. Đó, chưa kể những cái lần chống đối khác.
nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái biện pháp gọi là giáo dục thuyết phục. Đúng rồi. Đối thoại rất nhiều giáo dục thuyết phục. Phải... Dạ nhiều lần. Rồi gặp gỡ rồi đủ thứ nhưng mà không thuyết phục được. Thì ở đây em muốn nói đến cái tính hai mặt. Nhất là chúng ta nhân văn đối với những người họ có gọi là có lương tri thôi. Khi họ hiểu họ sẽ tự giác bỏ thì nó không xảy ra cái hậu quả như vậy. Nhưng mà đây là cái nhóm này là nó quyết tâm nó đạt được mục đích bằng kể cả là giết người, giết vài trăm người nó cũng làm. Đó, cho nên là mới xảy ra một cái hậu quả rất là đau thương. Ba chiến sĩ hy sinh, cái chuyện này, cái đám chống cộng, cái đám phản động nó xuyên tạc. Nó nói là không có thật. Nhưng thật sự các anh chị, nếu chúng ta có lý luận, chúng ta có tư duy logic, thì chúng ta sẽ thừa tìm hiểu được có hay không. Bởi vì tên tuổi có, hình ảnh có, địa chỉ có, tìm dễ lắm. Chỉ cần tới địa phương đó, gần nhà nhà hỏi là đâu có gì khó đâu. Tại sao chúng nó vẫn xuyên tạc vậy? Có những đứa ở đây nè vẫn tin những cái lời đó. Bởi vì sao? Nhận thức của cái đám này nó quá kém và nó cũng chẳng có gì gọi là tư duy. Phải dùng cái đầu để suy nghĩ xem cái đó đúng hay sai. Thứ nhất là chúng ta rất ít khi chia sẻ những cái hình ảnh đó, bởi vì đó là những cái hình ảnh quá đau thương. Các chiến sĩ đã hy sinh rồi, cho nên là cũng là nhân văn đó, chúng ta không có đưa, không có chia sẻ nhiều. Ngay cái lúc đó thôi là chúng ta có thấy hình ảnh chết cháy mà co ro vậy, nhìn không có ra người, xót xa đâu. Nếu mà gia đình mà nhìn thì nó phải nói là nó đau khổ rất là tột cùng. Nhưng mà cái đám chống cộng này, nó thật sự bọn này nó không hề có lương tâm, không hề có lương tri, không hề có trái tim. Mục đích của nó là chống phá thôi, nó bất kể, bất chấp thủ đoạn,